Hùng Anh Lưu Suy chào các bạn nhé. Hôm nay Hùng Anh Lưu Suy sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt iCloud và tải ứng dụng trên App Store trên con máy 13 Pro Max bản Hàn chuẩn cuối, độ camera, độ đèn flash và độ cấu hình nhé. Đấy, nó đâm ra bản này vẫn rất là chuẩn thì là nó mới tải được ứng dụng trên App Store và cài đặt được cả iCloud luôn. Đấy, như bạn biết thì là máy là nó sẽ có iCloud luôn đấy nhá. Nó sẽ có iCloud luôn. Và bây giờ mình sẽ tải ứng dụng trên App Store nhá. App Store con này là nó hiện là giao diện của giao diện US mới nhất, US luôn là US 15 chấm luôn nhá, là giao diện này. Đấy, mình sẽ tải một ứng dụng này, ví dụ trò chơi này đang rất là hot luôn các bạn nhá. Nhấn vào chữ get này và ấn vào tải luôn là nó chạy luôn. Đấy, các bạn thấy không, nó chạy luôn. Nó đang chạy nhá. Đấy, nó đang chạy. Cái game này thì là đang rất là hot, nó chạy, chờ lúc thì nó sẽ về. Thì bản này là bên mình đang bán với giá là hơn 3 triệu và nó có đủ màu các bạn nhá. Đủ màu, màu trắng này, màu đen này, màu xanh này. Đấy, màu xanh ngọc này, màu xanh rêu này và màu vàng này. Hàng bên mình thì sẽ là hàng được bọc nguyên siêu giấy. Các bạn nhận hàng các bạn bóc siêu giấy ra nhá. Bóc siêu giấy ra để các bạn test máy. Ok, đúng như quảng cáo thì các bạn mới thanh toán. Đấy, có đủ màu luôn. Và bên mình đang có chương trình tặng kính cường lực này. Kính cường lực này là kính cường lực 10D các bạn nhá. Kính cường lực đây. Kính cường lực 10D luôn, nó full hết màn hình luôn. Và tặng các bạn một cái ốp lưng silicone. Ốp lưng silicone thì là ốp lưng silicone chống sóc. Đấy, chống sóc. Do cái dây sạc này là cái dây sạc trong phụ kiện này là dây sạc Type-C nhá các bạn nhá. Đây, Type-C là dây này. Thì là bên mình sẽ tặng thêm các bạn một cái củ sạc 20W để các bạn cắm cái dây Type-C trong phụ kiện này thì để các bạn dùng cho nó chuẩn nhá. Để dùng các bạn chuẩn. Đấy, tặng quà đầy đủ cho các bạn. Và đặc biệt là bên mình gửi hàng bên Viettel Boost. Và bên mình gửi hàng bên Viettel Boost, nhận hàng các bạn được test máy, kiểm tra máy ok đúng như quảng cáo thì các bạn mới thanh toán nhá. Các bạn test máy ok đúng như quảng cáo, kiểm tra chuẩn hết thì các bạn mới thanh toán. Đấy, sản phẩm bên mình thì đều được bảo hành 12 tháng. Trong tháng đầu vào bóc là bên mình sẽ đổi mới luôn. Ví dụ các bạn ở Hà Nội thì các bạn chỉ cần qua cái địa chỉ 84 phố Yên Phụ của Tây Hồ Hà Nội để mua hàng và test máy. Còn các bạn ở tỉnh thành phố khác ấy thì bên mình phải gửi bưu điện cho các bạn. Đâm ra là các bạn vui lòng đặt trước 100.000 nhá. Các bạn đặt một trước 100.000 để tránh cái tình trạng các bạn bom hàng hoặc là khách hàng ảo, họ đặt cho vui khi hàng tới họ không nhận. Đấy, còn nếu mà các bạn nhận hàng thì sẽ trừ 100.000 vào tiền khi thanh toán. Ví dụ con máy là 3.450.000, các bạn đặt 100.000 rồi thì nhận hàng các bạn thanh toán 3.350.000 thôi. Rất nhiều bạn hỏi là anh ơi sao phải đặt cọc? Tại vì không đặt cọc thì các cửa hàng khác ấy, họ thấy hay họ đặt cho vui, họ tới họ xem họ ra lại, thế là bên mình tốn rất nhiều tiền ship. Đâm ra các bạn đặt hàng thật thì vui lòng đặt cọc. Còn các bạn nhiều bạn sợ là anh ơi em đặt cọc anh không gửi hàng cho em thì sao? Thì các bạn không phải lo chuyện đấy, bên mình nhập rất nhiều hàng về để bán cho các bạn máy để kiếm của bạn lãi tiền 200-300 một con máy chứ không phải đi lừa tiền cọc để nó thất đức ra. Đấy, còn bạn làm mà không yên tâm thì có thể gọi video mình cho các bạn xem cửa hàng bên mình rất nhiều hàng, nhiều nhập rất nhiều hàng để phục vụ các bạn. Đấy, đâm ra là không có chuyện mà các bạn đặt cọc mà không gửi hàng nhé, chuyện đấy không bao giờ có. Đấy, tại vì bên mình nhập rất nhiều hàng rồi, đúng không các bạn? Đấy, đây là game nó sắp tải về đấy, các bạn nhìn là game nó chạy này, là chạy gần đến xong rồi. Khi chạy xong nó hiện lên và mình sẽ chơi game này luôn cho các bạn xem luôn. Đấy, các bạn xem, con này là kích thước trọng lượng nó bằng hình bằng hàng chính hãng nhá. Đâm ra là các bạn dùng chung được ốp lưng và kính cường lực của hàng chính hãng. Như bên trái của nó là que chọc sim này, tăng giảm âm lượng và đấy ứng dụng nó xong rồi nhá. Đây mình cài đặt là nó về luôn này. Đây, mình cài đặt là nó sẽ về máy. Mình đã cài đặt vài ứng dụng ở trên App Store của con máy này rồi. Đây, bên phải là nút nguồn các bạn nhá, bên phải là nút nguồn ở luôn. Đấy, các bạn thấy xem nó tải về có nhanh không? Đấy, trong lúc mình giới thiệu đến các bạn về các chương trình khuyến mại và mua sản phẩm bên mình thì là ứng dụng game nó được tải về luôn. Đấy, và là mình chơi luôn. Đấy, mình thử chơi cái game nó download về đấy luôn. Đấy. Cái bản này là bản chuẩn cuối của Hàn này nên là nó rất là mượt luôn các bạn. Nó rất là mượt, nó dùng rất là ok. Đấy, các bạn nhớ xem cái màn hình của nó sát xuống đây rồi. Màn hình sát xuống đây rồi. Đấy. Mình tải game và mình chơi luôn này. Đấy, mình chơi luôn, chơi hơi gà tí nhá các bạn nhá. Đấy. Úi giời. À, nó dạy mình cách chơi cho các bạn ạ. Rồi, mình tải game và chơi game cho các bạn xem luôn. Đấy, tải được các bạn nhá. Các bạn hỏi là tải được trên App Store không thì là mình tải trên App Store được rồi các bạn nhá. Mình tải trên App Store được cho các bạn xem luôn. Đấy, và có iCloud luôn các bạn nhá. Rồi, Hùng Anh Lucy chào các bạn nhé. Các bạn thấy clip này hữu ích thì đăng ký kênh cho giúp mình nhá. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo.